difficult to get my baby. And the next thing I knew, we were so ready to give in, skin to skin on my baseline. You give me that high pitch feel, baby. We shared a cigarette by East Versailles. The way you looked at me, couldn't say goodbye. And whatever you did, don't make it stop, 'cause baby, you make me feel something. In your way, 'cause you walked out so fast yesterday. No, I don't think you're here to stay. No, I don't think you're here to stay. So tell me what you want, tell me how you want it, tell me all the reasons that you're running away. I don't think you're here to stay. No, I don't think you're here to stay. No, no, no. I just wanna be with you. I just wanna be with you. Stay. So tell me what you want, tell me how you want it, tell me all the reasons that you're running away. I don't think you're here to stay. No, I don't think you're here to stay. No, no, no. I just wanna be with you. I just wanna be with you. I just wanna be with you.
now you know it.
passports, baby. Leave the rest in our troubled minds. Let us go down in laughter, baby. Trying to figure out what we're after. We're never heading back until we're older. We couldn't care no more, not any longer. Under peach yellow skies, we keep on searching, but we will never know what we're after.
bench, waiting for the time to pass, dreaming of what happens next. I do what I wanna be, questioning my destiny, only knowing what I see. I don't even realize I've already made a path, and I can change it anytime. I can't take it back. I know what I want, but it seems so damn far away. You've wanted to be, prove it. Hey.
clouds, and I'll take it. Yeah. Reminding myself to just let go. Don't wonder how far I can fall. Don't look down, never fade out. And I just wanna be someone and never fall behind again. Just keep on moving on. Never look down, never fade out. Never fade out. Các bạn đã quay trở lại với 500 Pros Pro Series. Hôm nay thì đã là tuần thi đấu cuối cùng rồi. Tuần thi đấu cuối cùng. Và mình cùng với đó là Trọng Linh sẽ là người đến cho các bạn trận thi đấu đầu tiên trong ngày thi đấu hôm nay. Đó chính là trận thi đấu giữa các thành viên của team SBC đối đầu với đội tuyển Xavier Young. Và map thi đấu đầu tiên thì nếu nhớ không nhầm thì map thi đấu đầu tiên là map thi đấu Dirt 2 đúng không nhỉ? Và Dirt 2 thì từ đầu giải chúng ta biết rằng các thành viên bên phía SBC là một team rất mạnh ở Dirt 2 rồi. Tuy nhiên thì hình như ngày hôm nay là Xavier Young pick Dirt 2 anh ạ. Dirt 2. Rất bất ngờ. Vâng, và chúng ta đang trên màn hình chúng ta là sẽ là hai trận thi đấu trong ngày hôm nay. Và một trận thi đấu đầu tiên sẽ là SBC và Xavier Young vào lúc 7 giờ và 9 giờ thì cũng là một trận thi đấu em nghĩ là hot nhất đúng rồi. Top 1 đối đầu top 2. Fire Hunter và Revolution. Mình nghĩ rằng là không chỉ bọn mình mà rất nhiều các bạn đang xem kênh cũng rất ngóng chờ cặp thi đấu này. Hai ứng cử viên đang có cái cơ hội vô địch là lớn nhất rồi. Fire Hunter thì họ đang chỉ kém Revolution có 3 điểm, tức là một trận thắng thôi. Và mọi chuyện có thể lật ngược lại sau cái kèo thi đấu hôm nay. Nói chung Fire Hunter cũng là một đối thủ đã đánh giá nặng ký ở trong cái giải thi đấu này. Nếu mà so với Revolution thì không biết ngày hôm nay liệu Fire Hunter có thể làm được không. Tại vì chung quy thì đấy cũng là một team mix chứ không phải ấy. Tuy nhiên thì chúng ta sẽ quay trở lại với trận thi đấu ngày hôm nay mà thôi. SBC đối với các thành viên bên phía Xavier Young. Và hiện tại thì Xavier Young có lẽ là cái màn trình diễn của họ thì họ mới đang đứng ở top 7 trên bảng xếp hạng thôi. Trong khi đó thì SBC cũng là một team được đánh giá khá mạnh, nhưng mà họ cũng chỉ giữ cho mình một cái vị trí gọi là mấp mé ở top 4. Có thể là đơn giản bởi vì SBC có cái độ tuổi trung bình được đánh giá là lớn nhất của giải. Hầu như là toàn những lời kỳ cựu thôi. Mặc dù kinh nghiệm chơi là rất có, khả năng chơi cũng không phải là quá tệ. Tuy nhiên thì về những cái màn đấu skill thì đang hơi thua thiệt một chút so với những đội tuyển trẻ. Cho nên các anh chỉ yên vị ở cái vị trí thứ tư thôi. Không quá cao tuy nhiên thì cũng là ok rồi. Vâng, và có lẽ chúng ta sẽ không biết rằng cái lineup ngày hôm nay của SBC và các thành viên bên phía Xavier Young thì có phải là ra sân với cái đội hình chính hay không đây. Tuy nhiên thì em nghĩ rằng là trong cái cân cái kèo đấu này thì SBC vẫn là nhỉnh hơn một chút. Và có lẽ chúng ta sẽ điểm qua một chút về đội hình của SBC. Vâng, và SBC thì cũng toàn là những cái tên khá là quen thuộc mà thôi. Chúng ta cũng đều đã biết rồi. Talent Different, Vit, Huy Z và cả rapper Bin Z nữa. Đều là những player rất là tài năng. Và có lẽ là trải qua quá nhiều quần thi đấu thì anh em cũng đã biết được cái đội hình của SBC rồi. Và có lẽ chúng ta sẽ điểm qua một chút nữa về đội hình của các thành viên bên phía team Xavier Young. Xavier Young thì cũng toàn là những cái tên mà gọi là mang cái hệ gì anh nhỉ? Hệ tiền. Hệ này gọi là hệ USD team, đúng không anh? Toàn là những player trẻ và quan trọng nhất là họ mang trên mình hệ tiền. Và các thành viên bên phía team Xavier Young thì cái tên Dep nó không còn nữa rồi. Tại vì Dep thì đã sang bên Mỹ. Còn với anh em nhà Cappy Cake với cả Đăng Bi thì hai player này sau cái giải thi đấu này thì họ cũng sẽ quay về Mỹ du học. Toàn là những player đi du học từ Mỹ anh ạ. Và không biết rằng cái trận thi đấu ngày hôm nay thì anh đánh giá SBC với Xavier Young với cái đội hình ra quân như vậy thì ai sẽ là người nhỉnh hơn? Tất nhiên vẫn là SBC rồi.
Đặc biệt là lại còn có cái map Big Dirt 2 nữa. Anh để ý rằng là Dirt 2 của FPC ấy, từ đầu giải đến giờ thì họ chỉ có thắng thôi thì phải. Nếu nhớ không nhầm, đối đầu với ai họ cũng giành chiến thắng ở trên map Dirt 2. Hình như là em nhớ là chỉ để thua trước mỗi các Revolution. thành viên Revolution, đúng là như vậy rồi. Và đây chúng ta đã nhìn thấy đội hình của các thành viên bên phía team Xavier Young, Dambi, Cupcake, Billy, Butterfly và vị trí của Hell Z. Vẫn là năm cái tên mà chúng ta đều biết rồi. Và map thi đấu đầu tiên của ngày thi đấu hôm nay sẽ là map thi đấu Dirt 2. Các thành viên bên phía team Xavier Young pick cái map thi đấu này, còn map thi đấu thứ hai sẽ là map thi đấu Mirage. Nói chung nhìn qua cái bàn pick ấy, thì em bạn thấy cái trận thi đấu này nó em sẽ nghĩ sẽ là một kết quả 2-0 dành cho các thành viên bên phía team SBC, vì đơn giản là không chỉ Dirt 2 mạnh, MBC em thấy ở Mirage bắn cũng mạnh. Anh nghĩ rằng là nếu như C về Young họ muốn thắng thì nên nhắm vào mix map Inferno. Hôm trước Inferno. anh cũng được xem cái bộ đôi anh em Different và Talon bắn Inferno, thực sự rất kinh tởm. Tuy nhiên thì hôm nay có vẻ như là họ đã bị cho FPC ban đi cái map thi đấu đó rồi, cho nên là phải thi đấu map Mirage và Dirt 2. Hai map mà FPC đều có phần nào đó vượt trội hơn. Nói chung đây đều là những cái map mà gọi là như anh em mình gọi thì đây là những cái map cơ bản đúng không anh? Không phải là những cái map như kiểu Train hay là Nuke hay là Vertigo. Và nói chung với cái map pool này thì em nghĩ SBC sẽ là những người nhỉnh hơn ở trong game thi đấu này. Có lẽ sẽ là một kết quả 2-0. Tuy nhiên chúng ta sẽ cùng chuẩn bị đến với trận thi đấu đầu tiên mà thôi. SBC sẽ được quyền xuất phát ở bên phía CT side trước. Trong khi đó là các thành viên Xavier Young, Pina 2K đang là người lên bom ở trong round thi đấu này. Giờ thì bên phía Xavier đang sẽ triển khai cái chiến thuật gì đây? Có vẻ như đang di chuyển cả 5 người về khu vực bom site B rồi. SBC chúng ta nhìn thấy bộ đôi bom site B đó là vị trí của Lộc Phạm cũng như là Johnny P. Và giờ thì các thành viên bên phía Xavier đang tràn ra. Lộc Phạm có cho mình một cái đầu rồi. Tiếp tục thì những tường nhấp nhá. Chưa có ai phải đâm xuống cả. Double headshot đến từ vị trí của Lộc Phạm. Ngay lập tức thì đang bị đổi mạng mà thôi. Nhưng bây giờ lợi thế hơn người dành cho các thành viên bên phía SBC khi tiếp tục thì MIB hạ gục đi vị trí của Đăng Bi. Billy và Pina sẽ làm gì trong tình huống này đây? SBC sẽ di chuyển cả 4 người từ đường khu vực mid chính vào. Và giờ thì Flash được pop ra rồi, Talon nó di chuyển vào hạ cũng được người trong bom sai, nhưng bây giờ thì Pina vẫn làm được cho mình hai mạng. Vâng, Pina liệu có là Flash thành công hay không đây, vẫn còn rất nhiều thời gian để cho các thành viên SBC. Triple kill cho Pina rồi, và đó là quad kill đến từ vị trí của Pina. Mới ra thì nó đầu tiên thôi thì chúng ta đã được thấy một cái highlight rồi, bốn mạng đến từ vị trí của Pina, cực kỳ tởm cho một tình huống clash 1v4. Một tình huống rất khó, nhưng mà Pina đã cho mình thấy rằng là cái khả năng bắn skill tay to của anh là tuyệt vời. Một khẩu Glock nhưng bắn đến ba cái mồm trong pha thi đấu vừa rồi và cứu về cho bên phía CV Young một pistol round vô cùng quý giá và quan trọng. Quay trở lại với round đấu này thì CV Young họ đang có một pha phi rất đông người ở A-Long, cả năm thành viên luôn, và có vẻ như sẽ tanh thẳng lên side mà không chần chừ một chút đâu cả. Lửa chiếc ô tô rất cẩn thận rồi, nhưng một quả phát trả ra làm tốt đến từ bên phía của SBC. Vị trí của Đăng Bi chỉ còn một mình có 10 máu thôi, bên phía WeZ cũng chỉ còn một chấm máu. Hai bên đều đang có một đờ đỏ máu. Liệu rằng quyết định của bên phía Xavier Young sẽ là gì đây? Họ vẫn đang muốn lên từ khu Elon. SBC vẫn chưa dựa back về ở đây rồi. Vị trí của Johnny P back về, nhưng vừa rồi thì Hellz có một bạn đang bị có cho mình double kill. Lộc Phạm rất cố gắng chỉ đổi được một và thôi, và tình huống đang là 4v2. Lợi thế nghiêng về các thành viên team Xavier Young sẽ là đợt bom thành công rồi. Các thành viên bên phía team SBC, đây là một round thi đấu mà chúng ta nhìn thấy rằng chỉ có một mình vị trí của Viz và Johnny P là người lên súng. Các player còn lại đều eco. Với cái round thi đấu này, bên phía team Xavier Young, có lẽ là họ sẽ chỉ mất đi một khẩu súng của Đăng Bi mà thôi. Một round thi đấu mà Xavier Young up cho mình khá nhiều khẩu AK để ra long có một quyết định hiểm hợp lý và dễ hiểu mà thôi. Billy hạ gục đi được vị trí của Lộc Phạm, còn lại vị trí của Johnny P ở khu mid đồ. Johnny P có mạng của Billy rồi, có nhặt lại được khẩu súng nào không? Có thể double kill dành cho vị trí của Johnny P. Những tiếng bắn scout rất tin đến từ thần bài. Tuy nhiên thì bây giờ tỷ số sẽ là 2-0 dành cho các thành viên bên phía Xavier Young mà thôi. Khẩu AK này liệu có được nhặt lại hay không đây? Thôi xong rồi, Johnny P đang bị đục rất tầm. 19 HP và cuối cùng thì Pina kết thúc đi được vị trí của Johnny P. 2-0 dành cho các thành viên bên phía team Xavier Young. 5-0-0 là cái chỉ số kill của vị trí Pina 2K4 thì hiện tại, một con số rất ấn tượng sau mới chỉ 2 round thi đấu thôi. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với một trận đấu full buy đầy đủ của bên phía SBC. Có rất nhiều những khẩu M4 được lên rồi, nhưng vẫn đang phải bắn với hai khẩu scout. Và liệu rằng hai khẩu scout này có phát huy tác dụng hay không đây? Talon đang bách dài để hỗ trợ vị trí của Mimi rồi. Một mạng cho Mimi, Talon có cho mình double kill. Suýt chút nữa thì đã là mạng thứ ba. Đang bị kịp thời đổi mạng Talon, đưa tình huống về là 2v3 về bên phía của Xavier Young. Và liệu rằng bộ đội đang bị và Capicat có xử lý được tình huống này không đây? Một pha mất người rất đáng tiếc ở khu A-Long. Bây giờ thì Lộc Phạm đang muốn đẩy mid rồi. Đang bị và Capicat không hề ngờ tới điều này. Họ đang gặp nguy hiểm rồi, đằng trước và đằng sau đều có địch, nhưng tuy nhiên đang bị đã kê lại thì cũng hợp lý rồi. Capicat nhá chết người ô tô rồi, lửa trả vào vị trí Johnny P.
ngay lập tức thì có quả smoke dập để Jody B lùi về, nhưng không được rồi. Một quả smoke có vẻ như chưa dập hết được đám cháy nữa chăng. Và tình huống được đưa trở về là 2v2, rất đáng tiếc cho NBC, họ đã mất đi lợi thế hơn người rồi. Và bây giờ thì tham cho bên Việt Save Young là còn quá nhiều, họ sẽ xử lý như nào đây? Save Young biết được rằng có một người vừa đẩy từ khu vực khu Elong về. Bây giờ thì đang kê lại shot, cắt bị cách và Lộc Phạm, ai sẽ là người chiến thắng đây? Và Lộc Phạm phải nằm xuống rồi, di chuyển rất nhanh về mid đến vị trí của Viz. Nhưng đây chỉ là một khẩu scout mà thôi, bắn đinh được một người rồi. Viz sẽ làm gì ông thiếu này đây? Vâng, không giết được người thì có vẻ như cơ hội sẽ chấm dứt dành cho Viz ở trong round thi đấu này. Một khẩu scout mà thôi, quá khó. Save Young 2v1. Và giờ thì Đăng Bi sẽ đặt bom thành công rồi. Cắt pick cách vẫn đang là người giữ lại ở khu vực middle. Viz sẽ di chuyển vào như thế nào đây? Viz không ngờ tới rồi, và đó sẽ là 3-0 dành cho các thành viên bên phía Xavier Young. Triple kill dành cho cắt pick cách ở trong round thi đấu vừa rồi. Một tình huống mà gần như là không còn cơ hội nào cho bên phía SBC nữa. Mình nghĩ rằng pha vừa rồi thì nên cố gắng đi nhặt lại một khẩu súng gì đó để xếp, hơn là cố gắng cứu bom B trong một tiếng 1v2. Vừa rồi em thấy cũng khá đen cho vị trí của Johnny P. Hình như dập lửa nó là hơi lỗi một chút, nên là cuối cùng vẫn bị quả lửa đốt chết. Hình như quả lửa này nó, cái quả smoke này nó duỗi ra hơi xa, khá là đen. Một tình huống mà 3v2 thì có thành viên SBC. Bây giờ là một round thi đấu mà áp lục giáp mà thôi. Heo Z hạ cũng đi được vị trí của Lộc Phạm rồi. Vâng, vẫn còn một người khu vực window. Viz bị bắn yếu, nhưng bây giờ thì Johnny P có vẻ như cũng không dám đẩy vào. Vâng, cái bom xe B này mà bị chiếm thì chắc chắn rất là rất khó retake, cơ hội gần như là không có. Bây giờ thì các thành viên bên phía SBC có lẽ là họ cũng không có gì để mất ở trong round thi đấu này, đẩy vào bắt súng đối phương. Sẽ cố gắng kiếm thêm mạng rồi, cũng như là nhặt được lại một khẩu AK thì nó sẽ là tuyệt vời. Tuy nhiên thì đây là một trường hợp rất khó có thể xảy ra được. Và bây giờ thì các cái kết thúc mạng của Mimi rồi. Pina và từ bắn chết luôn cả Viz, và giờ thì tiếp tục muốn kiếm thêm, rút cả Glock ra bắn luôn. Tay là rất to từ Pina, những tình huống bắn toàn mặt rồi, bất kể trên tay là súng gì. Và giờ thì Talon bắt lại được Hell Z nhưng không thể nhặt lại được súng khi đối phương đang ở trước mặt rồi. Và bây giờ thì ập vào City cùng nhau, đến từ thành viên team Save Young, Talon chắc chắn sẽ nằm xuống thôi. Rào thắng thứ tư cho bên phía của Save Young, và Pina vẫn đang có một cái KDA thực sự là khủng khiếp. Thời điểm tại 810, mới chết có một thôi. Chúng mình cứ mỗi round giết hai người, rất ấn tượng đến từ Pina. Vâng, bây giờ thì bên phía của team Save Young bắt đầu ném những quả flash ra A-Long đến từ Capicac rồi. Tuy nhiên cũng chỉ là defect thôi. Họ đang tập trung người middle, có vẻ như sẽ là một đánh mid to B chăng? Chúng ta chờ xem nào. C4 vẫn được hold ở tunnel. Bắt đầu là Johnny B nhìn thấy người ấy shot rồi, và ngay tức kết thúc đi mạng của Pina. Một mạng vô cùng quan trọng cho bên phía của SBC, lợi thế hơn người rồi. Họ sẽ làm gì trong tình huống này đây? Binley đang sủi những quả smoke của mid này, có vẻ sẽ là một tình huống đánh vào A-shot. Chúng ta chờ xem nào. Trong bò mây vẫn còn vị trí của Talon với một khẩu AWP, rất khó có thể bò ra shot được. Giờ thì các thành viên bên phía team Xavier Young, họ giữ được khu vực A-shot. Tuy nhiên lợi thế hơn người đang dành cho SBC. Bây giờ thì SBC vẫn đang để cho một mình vị trí của Lộc Phạm là người solo ở khu vực bom xe B mà thôi. Viz đang giữ ở khá sâu khu vực middle city. Các thành viên bên phía team Xavier Young, nếu như là một quyết định đánh B thì họ vẫn có thể làm được. Nhưng bây giờ thì di chuyển vào rồi. Một tình huống đánh mid to B đúng như tôi dự đoán. Viz và Johnny P đang là người giữ ở city, đẩy qua smoke hay không đây? Viz một góc push one way, và Viz xả gục được Đăng B rồi. Khá non đến các thành viên bên phía team Xavier Young, và cuối cùng thì Cappy Cake cũng phải nằm xuống cùng với Đăng B. 1-4 dành cho các thành viên bên phía team SBC. Một tình huống boost khá là cơ bản thôi, nhưng có vẻ Xavier Young họ hơi vội trong pha đó, và để cho mất đến hai người trong một pha mid to B thì nó là rất khó. Rào thắng đầu tiên cho bên phía của SBC rồi. Tuy nhiên thì lượng tiền tích lại của Xavier Young vẫn là rất nhiều. Họ vẫn bài được AWP cũng như là 4 AK và full bom trong round thi đấu này. Và giờ thì sẽ đánh bài vở gì đến từ Xavier Young đây? Bắt đầu tình huống trả lửa rất sớm là chặn rớt đến từ vị trí của Lộc Phạm rồi. Cũng hợp lý thôi. Bên phía Xavier Young là một team thi đấu rất nhanh, tình huống trả lửa sớm là hợp lý. Và bây giờ thì bên phía Xavier Young như vậy là đang muốn lên shot rồi. Ba người bò trườn lên khu A shot luôn. Sẽ có một tiếng buff flash để nhả ra check đến từ thành viên team Xavier Young. Trong khi đó thì vị trí của Theo Z đang là người tạo áp lực ở khu A long. Pina từ kê lại mid là rất kinh nghiệm rồi, và đối đầu với anh đang là vị trí của Johnny P. Pina K4 lần này đã là người giành chiến thắng rồi. Lại là một tình huống đấu off ở khu middle.
Và bây giờ thì lợi thế hơn người chơi bên phía của SBC, nhưng ngay tức thì mất đi. Vít là người đổi mạng Pina cả tư thành công. 4v4 vẫn đang hầu rất đông người A-shot đến từ C về Yang. Và liệu rằng họ có trả bài không đây? Chưa kịp trả thì vị trí của Huyết đẩy ra bắn luôn hai cái mặt rồi. Cặp bị cách đổi mạng thành công, tuy nhiên thì vẫn đang là lợi thế cho SBC. Một pha thi đấu rất quyết đoán đến từ cái tên Huyết. Giờ thì các thành viên bên phía team Xavier Young có vẻ như đang muốn di chuyển ngược lại từ A-shot. Viz đã biết được điều này hay chưa đây? Giờ thì bên phía team SBC lại có một tí Homata lần đẩy ra để clear A-shot rồi. 39 giây và các thành viên bên phía team Xavier Young đang muốn bỏ ra khu vực A-long. Liệu có thể đánh từ A-long lên trên A hay không đây? Talon đẩy ra và biết được rằng khu vực A-shot không còn ai nữa rồi. Và giờ thì bên phía team Xavier Young vẫn đang di chuyển rất từ tốn mà thôi. Còn một quả smoke đến từ vị trí của Cupcake. Nhưng bây giờ thì với 20 giây thì các thành viên bên phía team Xavier Young tôi nghĩ rằng họ cần nhanh lên. SBC chắc chắn sẽ biết được một điều gì đó mà thôi. Đã có tiếng một Viz di chuyển sâu hơn về khu vực City rồi. Smoke bắt đầu được trả ra đến cho Xavier Young. Búp phát và bây giờ thì Talon vẫn kịp có cho hình mạng của Cupcake. Flick off là rất dẻo. Điều mà sau đi chật gì nhưng đối phương của Hell Z cũng bắn lỗi skill. Và cuối cùng thì Talon kết thúc đi vị trí Hell Z để đem về round thắng thứ 2 dành cho các thành viên bên phía team SBC. Một tình huống mà rõ ràng chúng ta đều biết rằng là cái khu vực City thì phải cần đến hai quả smoke. Thì thà là không trả hoặc là buff flash ra tràn con luôn, quyết định để lại tự trả ra quả smoke và khiến cho các thành viên SBC họ chủ động kê về cái khu vực di chuyển từ A-long lên. Rất khó có thể đi qua được cái pha đó. Mất một người và thậm chí là người lên được side cũng bị bắn yếu máu luôn. 2-4 cho bên phía của SBC rồi. Và đây là một trận đấu mà Xavier Young họ hơi yếu tiền. Chỉ có những khẩu Deagle, hai cái giáp 1, rất ít bom thôi. Sẽ là một round thi đấu dễ thở cho SBC. Và liệu rằng họ sẽ xử lý cái round đấu này như nào đây? Vít đang là người cầm C4 di chuyển lên khu vực Tunnel. Và round đấu này thì bên phía của các thành viên team Xavier Young có vẻ như đang muốn đánh chậm rồi. Một round thi đấu mà vẫn là cái phong cách đánh chậm của các thành viên bên phía team Xavier Young mà thôi. Vít xạ cục đi được Cupcake. Lợi thế hơn người dành cho các thành viên bên phía team SBC. Bây giờ thì Xavier Young, bốn người của họ vẫn đang di chuyển khá là tản rộng. Pina là người giữ lại ở khu vực A-long, trong khi đó thì Billy vừa mới di chuyển từ khu vực Tunnel về. Một round thi đấu mà Xavier Young họ chỉ lên cho mình những khẩu Deagle mà thôi, không có quá nhiều tài nguyên. Và bây giờ thì Mimi, vâng, vị trí của Huy Z có vẻ như không biết rằng Pina đã bò đến gần mình. Một mạng dành cho Pina. Thì huống đơn trở về là 4v4 nhưng Xavier Young bắt đầu di chuyển lên trên đây shot rồi. Viz xả cục được đang bi nhưng Hell Z và Pina mỗi người có cho mình một mạng. Cái gì thế này? Lộc Phạm có mạng của Pina nhưng bây giờ thì quả C4. Ơ, tại sao vừa rồi Xavier Young lại nhảy xuống A-shot nhỉ? Vâng, rõ ràng là một tình huống mà không biết là rơi bom hay là như thế nào. Nhưng mà em rõ ràng hai người từ A-shot có thể hoàn toàn di chuyển vào trong bom A cơ mà nhỉ? Một quyết định khá bất ngờ đến từ các thành viên của team Xavier Young. Tuy nhiên thì cũng chỉ là một round thi đấu half bye thôi. Không trách được họ. Nếu mà thắng được thì cũng là kỳ diệu. Tuy nhiên thua thì cũng là một điều hiển nhiên. Và chúng ta chờ xem một round đấu full bye tiếp theo thì Xavier Young họ sẽ chơi như nào đây. Muốn phi ra A-long rồi nhưng ngay tức thì đang bị nằm xuống bởi cái tên Huy Z. Tiếp tục Viz sẽ trả ra quả smoke thôi. Chặn lại cái pha di chuyển ra long đến từ thành viên team Xavier Young. Lợi thế người cho SBC rồi. Họ đang chứng tỏ rằng Dirt 2 là một map mà họ thi đấu rất tốt rồi đây. 5v4. Và có vẻ như các thành viên bên phía team SBC vẫn là một round thi đấu bắn đông A. Viz đang là người giữ lại ở khu vực A-long. Và rồi đang bị đã phải nằm xuống rồi. Lợi thế hơn người dành cho các thành viên bên phía team SBC. Và Xavier Young có vẻ như đang muốn đánh lên trên khu vực bom sai A. Ba người sẽ giữ lại ở A-shot. Trong khi đó vị trí của Pina sẽ là người kê đẩy ở bên ngoài A-long. Nhưng lợi thế hơn người thì đang thuộc về các thành viên bên phía SBC. Và liệu Xavier Young có thể đục thủng được khu vực bom sai A hay không đây? Vẫn còn rất nhiều thời gian. Có vẻ như phong cách đánh của các thành viên bên phía team Xavier Young nó khá là chậm. Có vẻ như là ngay thì đầu hôm nay thì Xavier Young không còn là cái phong cách mà họ phi nhanh nữa thường thấy. Và đang là một tình huống đánh rất chậm và bài bản. Tuy nhiên thì có vẻ như đánh chậm và bài bản không phải là điều mà thực sự NPC ngán ngẩm. Và đây rồi chúng ta lại chứng kiến Huy Z có cho mình thêm một mồm trên đường các bình cách. Tiếp tục thì Billy lần này hạ gục ta lần rồi và đem về lợi thế người vô cùng quý giá cho bên phía của Xavier Young. Sẽ làm con đặt đẹp về khu A-shot thôi. Và bộ đôi còn sống của SBC đó là Vít và Lộc Phạm có muốn làm không đây? Vít đã bò lên đến side rồi và bên phía của team C và Young có vẻ như chơi bên đợt này. Tuy nhiên thì Lộc Phạm lại nằm xuống ở khu middle rồi. Và đó lại là cái tên Pin 2k4 có cho mình double kill và đem về cái round thắng thứ 5 cho C về Young. SBC yếu tiền rồi. Và công nhận là cái khả năng bắn ốp của Pina thật sự là tím ở trong round thi đấu vừa rồi. Cái tiểu bắn ốp rất dính. Và bây giờ thì SBC 3 round thắng thông. Tuy nhiên lượng tiền của họ cũng không đủ để có thể mua ở trong round thi đấu này.
các thành viên bên phía team SBC. Lâm Phạm vẫn là người solo của Bomb Side B, trong khi đó SBC có vẻ như đang boost đến tận 3 người lên trên A shot rồi. Chủ động đẩy ra bắt nhau ở shot, nhưng Xavier Yang trong những round theo anti eco thì có vẻ như họ khá là thích khu vực A long này, cái khu vực được đấu súng tầm xa khá nhiều. Nhưng SBC chúng ta nên nhớ rằng họ đang có đến 3 người ở trên A shot. Liệu có một tiếng sách trong side đến các thành viên bên phía SBC hay không đây? Johnny P đã di chuyển xuống khu vực A long gần rồi. Và Xavier Yang thì có vẻ như vẫn đang cố gắng gây